Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, cây lúa đặc sản hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao. Nguy cơ lây lan bệnh sởi ở xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hiệu quả từ việc sáp nhập các trường ở huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Điện lực Bắc Ninh đảm bảo lưới điện mùa mưa bão. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tổng hợp của Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, đến hết tháng 5, toàn tỉnh có 747 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng vốn điều lệ đạt hơn 6.400 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, số vốn điều lệ của doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt con số hơn 4.200 tỷ đồng. Trong 5 tháng vừa qua, toàn tỉnh có 94 doanh nghiệp đăng ký giải thể, 328 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 111 doanh nghiệp giải thể so với cùng kỳ năm trước. Như vậy đến nay, trên toàn tỉnh có gần 13.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, thay vì đưa vào gieo cấy các giống lúa lai, lúa thuần truyền thống, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình lại mạnh dạn đưa vào cấy thử nghiệm giống lúa đặc sản hữu cơ để nâng cao giá trị canh tác cũng như thu nhập cho người nông dân. Có nguồn gốc từ Viện Cây Lương Thực, ban đầu giống lúa mới này chỉ được xã đưa vào cấy thử nghiệm một sào ở vụ đông xuân và ba sào ở vụ mùa năm 2018. Thời gian sinh trưởng và phát triển của giống lúa này dài ngày nhưng lại kháng chịu sâu bệnh rất tốt. Mỗi bông như thế này có thể cho 120-150 hạt chắc mẩy. Đây là loại lúa có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, giàu vi lượng, các vitamin tốt cho sức khỏe. Giá bán lúa tươi có thể cao gấp đôi lúa thường, nên vụ đông xuân năm 2019, xã đã mở rộng diện tích lên 1 hectare, năng suất dự kiến sẽ đạt tới 2,5 tạ một sào. Đặc điểm của bông lúa thì khi mà bắt đầu chỗ thì bông rất là sáng, sau đó khi mà vào mẩy, chín lên đâu thì hạt lúa sẽ đen lên đó, tím lên đó. Cái lúa này là toàn bộ cái thành phần dinh dưỡng của nó sẽ giúp cho cái việc hỗ trợ cho việc điều trị tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Nếu mà sử dụng cái sản phẩm này thì cũng sẽ hạn chế được cái bệnh béo phì. Và đây chúng tôi cũng muốn là sẽ là một cái cơ hội để thay đổi từ cái tư duy nhận thức. Bởi vì cái giống lúa này thực ra là nó kháng rất tốt, đối với chống chịu sâu bệnh rất tốt. Nên là so sánh với các cái giống lúa mà có thể cấy đồng trà cùng thời điểm, tại thời điểm thì năng suất vẫn vượt trội so Bắc Thơm NT2 khoảng 10-15%. Khánh Trung đang quyết tâm sẽ gây dựng loại lúa quý này trở thành sản phẩm tiêu biểu của xã khi xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm trong một tương lai không xa. Vì vậy, để có thể đưa vào sản xuất đại trà, xã đang tích cực mở rộng liên kết 4 nhà, đồng thời chủ động thuyết phục, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện. Sau cái vụ này thì chúng tôi mở rộng cái diện tích sản xuất và đặc biệt là qua làm việc có thực hiện cái việc liên kết với công ty giống cây trồng Ninh Bình và công ty giống cây trồng Bắc Linh để mở rộng cái diện tích khoảng 20 hectare. Và chúng tôi cũng đã đến với các cái siêu thị để tìm cái đầu ra cho sản phẩm. Để tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân ấy, thì bằng cái việc mắt thấy tai nghe để chúng tôi tổ chức cho quân dân chính, các gia đình, các thôn mà có nhu cầu trồng cái lúa này để đến để xem và để trao đổi kinh nghiệm với những người đã trồng này chúng tôi mở rộng. Với việc tiên phong đưa giống lúa mới vào đồng ruộng không chỉ giúp năng suất giá trị trên 1 hectare đất canh tác không ngừng tăng cao, mà còn tạo động lực để Khánh Trung quyết tâm xây dựng thương hiệu gạo quý huyết rồng trở thành sản phẩm đặc trưng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nổi tiếng với nghề ươm tơ dệt lụa từ lâu đời, nhưng hiện nay làng nghề ươm tơ dệt lụa cổ chất xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định lại đứng trước nguy cơ thất truyền. Làng cổ chất xã Phương Định, huyện Trực Ninh từ lâu đã được biết đến là nơi cung cấp tơ chất lượng cho các làng dệt lụa trong nước. Tại làng nghề có thôn Hợp Hòa, chuyên trồng dâu nuôi tằm, cung cấp kén cho các hộ ươm tơ. Những năm trước đây, Hợp Hòa có cả vùng đất bãi thuộc địa phận thôn chạy dọc theo triền sông Ninh Cơ, trồng dâu, ước tính có khoảng 15 hectare. Hiện tại, diện tích trồng dâu này bị thu hẹp lại chỉ còn 7 hectare, không đủ cung cấp kén cho làng nghề ươm tơ cổ chất. Do vậy, để có kén ươm tơ, các hộ ươm tơ phải mua kén của các tỉnh như Yên Bái, Thái Bình, Lâm Đồng với giá thành cao và vận chuyển cũng khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tơ. Nguồn cung cấp kén chính cho làng nghề không còn dồi dào như trước. Công việc và thu nhập không ổn định nên nhiều hộ không còn mặn mà với nghề ươm tơ. Đa số lao động đi làm tại các công ty đóng trên địa bàn xã
với mức thu nhập ổn định hơn. Cả thôn Cổ Chất hiện có hơn 600 hộ dân, nay chỉ còn hơn 20 hộ vẫn còn gắn bó, duy trì nghề ươm tơ với lao động chủ yếu là người già. Chúng tôi cũng tạo điều kiện là nói chung động viên nhân dân là cố gắng giữ cái nghề đó, và đồng thời là cũng như ở ngoài hợp thịnh thì nói chung là bây giờ một số các cụ ở nhà thì cố gắng ra chăm những cái vườn dâu rồi nuôi cán để thu nhập thêm. Còn thanh niên người ta cũng không thiết tha làm cái món đó. Để giải quyết bài toán việc làm và thu nhập cho người dân trong khi chưa tìm được giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát triển làng nghề ươm tơ, xã Phương Định đã quy hoạch vùng dệt bông sợi với diện tích 25 hectare tại hai thôn Cự Chữ và Cổ Chất. Đến nay, đã có 4 doanh nghiệp dệt hoạt động trên địa bàn xã, sản xuất các sản phẩm khăn màn bằng sợi bông, thu hút hơn 2.000 lao động địa phương với thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng một người một tháng. Với những giải pháp tạm thời này, người dân là nghề ươm tơ Cổ Chất đang mong chờ chính quyền địa phương cùng với các ban ngành chức năng có được giải pháp tốt nhất để bảo tồn làng nghề Cổ Chất có hàng trăm năm tuổi, đã từng nổi tiếng một thời với nghề ươm tơ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có 7 tuyến đê bối với tổng chiều dài hơn 18 km bao quanh, bảo vệ cuộc sống sinh hoạt của người dân ở một số khu vực ngoài đê. Do đó đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, tài sản tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão. Ngay từ đầu mùa mưa, huyện Duy Tiên đã chỉ đạo địa phương chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để ứng phó với tình hình mưa bão lũ có thể xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Huyện Duy Tiên có địa hình đặc trưng của vùng đồng bằng thuộc khu vực châu thổ sông Hồng, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Duy Tiên cũng là địa phương có mạng lưới sông ngòi dày đặc với 3 con sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Châu và sông Nhuệ. Tuy nhiên, do địa hình bằng phẳng, độ dốc của các con sông nhỏ nên khả năng tiêu thoát nước chậm, nhất là vào mùa mưa lũ. Mực nước các con sông chính lên cao cùng với mưa lớn tập trung có thể gây ngập úng cục bộ cho những địa phương có địa hình thấp trũng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, để chủ động đối phó với bão lũ, rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống lụt bão của các năm trước, trong năm 2019 này, công tác phòng chống được cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm. Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính. Các địa phương trên địa bàn huyện Duy Tiên chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão, mặt khác tăng cường củng cố, tu bổ đê điều, sửa chữa các công trình thủy lợi và xây dựng phương án xử lý sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra. Mục Bắc thì nằm trên cái địa bàn đầu tỉnh mà nó có 3,5 km đường đê sông Hồng, mà Đảng ủy ban coi công tác phòng chống thiên tai hàng năm là công tác vô cùng quan trọng. Nên từ đầu năm, hàng năm thì chúng tôi đều phải kiện toàn lại cái ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, rồi thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình hiện trạng công tác phòng chống thiên tai để có phát hiện và xử lý kịp thời các cái sự cố về đê điều, rồi trong cái nhất là trong cái mùa mưa bão, đồng thời coi như là điều chỉnh bổ sung các cái phương án phòng chống thiên tai đã được xây dựng cho phù hợp. Theo dự báo, mùa mưa bão năm nay có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng với ý thức chủ động trong công tác phòng chống bão lụt, huyện Duy Tiên quyết tâm triển khai nhanh chóng kịp thời các giải pháp phòng chống lụt bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân trên địa bàn huyện. Giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, tỉnh Bắc Ninh trước những diễn biến bất thường khó lường của thời tiết. Những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh cùng với các cấp ngành luôn trong thế chủ động ứng phó nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Bắc Ninh có 241 km đê, 162 cống, 40 kè hộ bờ và chống sóng được bao bọc bởi 3 con sông lớn gồm sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình và một phần hạ lưu sông Cà Lồ đổ ra sông Cầu. Với phương châm chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đã tích cực chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát để nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình tu bổ nâng cấp đê kè cống đã được Trung ương và tỉnh phê duyệt. Cụ thể, năm 2019, căn cứ hiện trạng đê trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải xác định được trọng điểm để làm tốt công tác chuẩn bị đối phó kịp thời với mọi sự cố xảy ra trong mùa mưa lũ. So với các địa phương trong cả nước, Bắc Ninh là tỉnh ít bị ảnh hưởng thiệt hại lớn do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai hàng năm luôn được tỉnh quan tâm và chỉ đạo thường xuyên.
Hàng năm trước mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, Cứu hộ Cứu nạn tỉnh đều chủ động xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng tới các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo có hiệu quả. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn xuất hiện một số trẻ nghi mắc sởi. Qua xét nghiệm, hai trường hợp dương tính với bệnh sởi và cả hai trường hợp này đều chưa được tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Hiện tại, cả hai trường hợp này đều đã được điều trị và xuất viện. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xác nhận trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn xuất hiện một số trẻ nghi mắc sởi. Qua xét nghiệm, hai trường hợp dương tính với bệnh sởi và cả hai trường hợp này đều chưa được tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Hiện tại, cả hai trường hợp này đều đã được điều trị ổn định và xuất viện. Theo kết quả làm việc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn với Ban Chỉ đạo Chăm sóc Sức khỏe Nhân dân xã Minh Hòa, toàn xã có tới 146 trẻ chưa được tiêm vaccine phòng sởi và 206 trẻ chưa tiêm vaccine sởi mũi 2. Để tránh nguy cơ bệnh sởi lan rộng, trạm y tế xã cần giám sát chặt chẽ những đối tượng trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân mắc sởi. Đối với những trường hợp có biểu hiện sốt, ho và phát ban, cần được cách ly điều trị kịp thời. Theo kế hoạch, trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 này, toàn bộ gần 600 trẻ em từ 1 đến 5 tuổi của xã Minh Hòa sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp từ tháng 11 năm 2018, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã triển khai sắp nhập một số đơn vị trường học. Sau gần một năm học, đã ghi nhận một số kết quả từ việc sắp nhập này. Cùng với tinh giản 4 biên chế, tiết kiệm ngân sách, các nhà trường đã tận dụng được trang thiết bị dạy học để phục vụ giảng dạy chung, phát huy tối đa hiệu quả. Việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có, từ đó khắc phục tình trạng thừa thiếu phòng học giữa các điểm trường. Các hoạt động giáo dục và phong trào của các nhà trường được giữ vững và nâng lên. Bên cạnh đó, công tác quản lý điều hành được duy trì khá tốt đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Đa. Sau khi sáp nhập, đã bố trí được việc dạy liên cấp cho giáo viên đặc thù như môn âm nhạc, tiếng Anh nên không phải thuê giáo viên như 2 năm trước. Vị trí hai điểm trường cũng thuận tiện cho việc điều hành giờ ra chơi. Những kết quả này chính là cơ sở để huyện Phù Cừ tiếp tục triển khai sáp nhập các đơn vị trường học trong năm học tới. Bước vào mùa hè năm nay, Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực vào cuộc, chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực để tạo cho các em thanh thiếu niên nhi đồng có một mùa hè an toàn, bổ ích và lý thú. Gần nửa năm nay, cứ đến 5 giờ chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần, một khoảng sân của đình Thượng Tuy Lộc, xã Yên Lộc lại rộn ràng hẳn lên. Lớp tập võ thiếu lâm năm phái này do câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu của xã đứng ra tổ chức và thu hút 60 em thanh thiếu nhi tham gia. Chúng tôi là mở một lớp võ ở tại đình làng để trong dịp hè này để cho các con ở tại địa bàn có thể đến đây tham gia học và không phải đi xa nữa. Chúng tôi đang có dự định là trong cái khóa hè này chúng tôi sẽ mở một khóa về cái kỹ năng sống cho các con, cụ thể là kỹ năng sống để các con có thể biết cách để tự bảo vệ bản thân mình trước những vấn nạn của xã hội. Cháu học ở đây cháu thấy rất là vui và rất là thích. Ở đây thì cháu thấy là học xong thì cháu thấy khỏe hơn ạ. Hè năm nay huyện Kim Sơn có 22.000 thanh thiếu nhi được tiếp nhận về sinh hoạt tại khu dân cư. Huyện đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức những hoạt động thiết thực để tạo ra những sân chơi bổ ích lành mạnh cho thiếu nhi, xây dựng củng cố các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, các loại hình giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành cao. Ban chấp hành đoàn thanh niên thị trấn Phát Diệm thì cũng tuyên truyền đến các phụ huynh, các em học sinh đó là đăng ký các lớp năng khiếu do nhà thiếu nhi huyện Kim Sơn tổ chức. Và trong đó thì đối với riêng ban chấp hành đoàn thị trấn Phát Diệm thì cũng tổ chức cho các cháu như là giao lưu văn nghệ vào trong tháng hè, rồi cũng tổ chức các trò chơi hoặc là các điểm vui chơi tại các khu văn hóa, tại khu dân cư. Cháu rất thích học bơi. Học bơi giúp chúng ta khỏe mạnh hơn và lúc nào chúng ta bị làm sao ở dưới nước cùng ra cùng cứu được bản thân mình. Bằng những chương trình sôi nổi thiết thực, hoạt động hè tại các địa phương ở huyện Kim Sơn đã và đang mang đến cho thanh thiếu nhi một sân chơi an toàn, lành mạnh, giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện. Mùa hè đến trái ngược với sự háo hức của các bạn nhỏ vì được gác lại việc học hành vất vả.
áp lực là sự lo lắng của các bậc phụ huynh về việc cho con làm gì chơi ở đâu. Làm thế nào để trẻ có một kỳ nghỉ hè bổ ích lý thú lại tránh được những tai nạn thương tích đáng tiếc có thể xảy ra là điều băn khoăn của không ít các bậc phụ huynh. Con gái chị Thương năm nay 10 tuổi. Khi cháu còn bé, vợ chồng anh chị đã rất trăn trở về việc cho con làm gì ở đâu trong mỗi dịp hè. Trải qua nhiều kỳ nghỉ hè, gia đình chị cũng đã có được kinh nghiệm để tạo cho con một mùa hè bổ ích. Nghỉ hè mình muốn cho các bé về quê để có những cái không gian chơi nó nhiều hơn là một cái. Thứ hai là các bé được trải nghiệm những cái như là ví dụ trồng rau ở quê này, hay là chơi những cái trò chơi truyền thống, hoặc là các bé đi trải nghiệm những cái cây cỏ quanh quanh đây mà bé thường ở sống như môi trường học này mình không thể thấy được. Bản thân bé Minh Châu, con gái chị, khi được tham gia những hoạt động trải nghiệm như vậy cũng vô cùng thích thú. Khi con được tham gia những trải nghiệm và những hoạt động ở đồng quê thì con cảm thấy rất là thú vị, thoải mái và giúp cho con biết nhiều điều hơn về cuộc sống. Đối với những gia đình ở khu vực thành phố, thị xã, các bậc phụ huynh còn có thêm lựa chọn khác, đó là cho con tham gia những lớp năng khiếu như đàn, hát, múa, võ, vẽ, kỹ năng sống. Tôi thường cho đi chọn những cái lớp học ngoại khóa, cho con được vừa được vui, vừa được chơi, vừa được học. Từ khi tham gia lớp học thì tôi thấy là cháu tránh xa được điện thoại và máy tính bảng, con nhanh nhẹn, năng động và tự tin hơn rất nhiều. Ngoài nhà thiếu nhi tỉnh là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh có thể gửi con đến các trung tâm giáo dục với các hoạt động rất đa dạng. Ngoài việc tạo sự tin tưởng, yên tâm cho các bậc phụ huynh, thì việc tham gia các hoạt động hè còn thỏa ước mong được học hỏi, khám phá của trẻ, giúp các em không phải suốt ngày xem TV, điện thoại, chơi game. Con muốn được học múa, học bơi và đi du lịch ạ. Con muốn giúp bố mẹ làm việc như là nhặt rau, rửa bát, quét nhà. Mùa hè cháu không thích đi học mấy, thích chơi đá bóng với cả bơi. Mùa hè là mùa mong chờ của trẻ em, là dịp để các em được thỏa sức vui chơi không vướng bận việc học hành. Để tạo được những kỳ nghỉ hè bổ ích cho các em, không chỉ cần các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng sân bãi, đa dạng các hoạt động vui chơi, mà cần hơn nữa là sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Mong các bậc cha mẹ đừng để mùa hè của con trôi qua chỉ là những buổi học thêm, hết lớp này đến lớp khác, mà hãy tạo cho con những trải nghiệm bổ ích lý thú, để đến khi trưởng thành, các con luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp tuổi thơ ấu. Xác định công tác an toàn vệ sinh lao động đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Những năm qua, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị của doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, huyện Mỹ Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư các trang thiết bị an toàn, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, thường xuyên tập huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và tự kiểm tra nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Hiện trên địa bàn huyện Mỹ Lộc có 48 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 5.000 lao động địa phương. Với nhận định, diễn biến của bão lụt ngày càng phức tạp, khó dự đoán. Vì vậy, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã xây dựng nhiều kế hoạch thực hiện. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra xử lý trên toàn hệ thống, bố trí lực lượng, cán bộ, kỹ thuật sẵn sàng phục vụ kịp thời khi có sự cố, nhằm đảm bảo việc cấp điện an toàn và ổn định trong mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão và thực hiện công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác bảo dưỡng sửa chữa các vị trí cột, trạm biến áp tại khu dân cư và những điểm có nguy cơ mất an toàn cao, thành lập các tiểu ban chỉ huy và đội xung kích trên từng địa bàn, sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố, đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai việc phát chặt cây cối trong hành lang an toàn lưới điện, không để cây trong và ngoài hành lang đổ vào đường dây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện.
Công ty Điện lực Bắc Ninh hiện đang vận hành và bán điện cho 420.000 khách hàng thông qua 22 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất là hơn 2.000 MVA. Để đảm bảo cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong mùa mưa bão, đơn vị đã tập trung vào việc xây dựng thêm các lộ tuyến, cải tạo các đường dây, lắp đặt các thiết bị để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải các trạm biến áp, chủ động lập phương án diễn tập xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế, đồng thời đảm bảo không cắt điện những ngày nắng nóng trên 36 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.